Sự khác nhau của thai kỳ tự nhiên và thụ tinh ống nghiệm IVF. Về cơ bản thì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà thai kỳ tự nhiên có nghĩa là thai được thụ ở trong cơ thể người phụ nữ mà trong chu kỳ đó có rụng trứng, thì hai buồng trứng của người phụ nữ đó tiết ra estrogen và progesterone để nuôi thai kỳ. Đó là cái nội tiết tự nhiên của người phụ nữ đã tiết ra. Còn thụ tinh trong ống nghiệm á, mình chuyển phôi vô mình phải bổ sung nội tiết từ bên ngoài vào, bổ sung lượng cũng nhiều đó để mà hỗ trợ quá trình mà để thai làm tổ. Khi mà mình đưa nội tiết từ ngoài vào thì sẽ mệt hơn, có thể trứng bụng này, có thể khó tiêu á. Và đặc biệt là khi thai thụ tinh trong ống nghiệm á, thường làm đối với người phụ nữ trên 35 tuổi. Do đó nó có thể mắc một số bệnh lý gì gọi là nền của người phụ nữ mà lớn tuổi á, như là cao huyết áp, như là tiền sản giật, như là đái tháo đường thai kỳ, hay là thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Những cái bệnh lý mà người phụ nữ trên 35 tuổi hay mắc á. Thông thường thì những cái thai kỳ thụ tinh trong ống nghiệm thường là nguy cơ cao hơn là so với thai kỳ tự nhiên thôi. Còn cơ bản, về mặt cơ bản thì nó không khác nhau là mấy.